Xin chào các bạn đã quay trở lại với Chống Thâm Hưng Thịnh. Và bên cạnh mình ngay lúc này là bạn Phương Anh, một khách hàng thân quen của Chống Thâm Hưng Thịnh. Và bạn Phương Anh, bạn có thể giới thiệu qua về bản thân mình để cho mọi người cùng biết được không? Chào anh, chào mọi người. Mình giới thiệu mình là Phương Anh, đang sinh sống và công tác tại thành phố Đà Nẵng. Và mình là một khách hàng được gọi là thân thiết của Chống Thâm Hưng Thịnh cho đến thời điểm hiện tại. Cảm ơn Phương Anh. Bạn Phương Anh, bạn có thể cho biết là bạn ngày xưa là bạn biết Chống Thâm Hưng Thịnh qua Internet hay là qua người thân? Trước lần đầu tiên làm nhà khi em không được biết đến Chống Thâm Hưng Thịnh. Sau khi làm nhà khoảng 2 năm thì khi nhà có một vài vấn đề sự cố xảy ra ấy, thì em tìm hiểu qua người thân được biết đến Chống Thâm Hưng Thịnh. Lần đầu tiên em được làm việc cộng tác với Chống Thâm Hưng Thịnh là năm 2019. Và lần tiếp theo gần đây nhất đó chính là đầu năm 2023 khi em sửa lại cái mái của nhà mình. Sau khi đã trải qua một quá trình xây dựng thì bạn Phương Anh có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết được là cái tầm quan trọng của công tác chống thấm trong xây dựng một ngôi nhà được không? Sau khi xây dựng và đi vào sử dụng được khoảng 4 năm thì em thấy rằng là cái việc chống thấm rất là quan trọng đối với việc là xây dựng một ngôi nhà. Không phải là cái việc mà sau khi sử dụng mình mới chống thấm, mà mình phải chú trọng cái việc chống thấm ngay từ giai đoạn mình đang xây dựng công trình. Bởi vì rằng là cái lợi ích của việc chống thấm mang lại rất là nhiều cho đối với cuộc sống. Mà anh thấy ví dụ như là ở miền Trung đây thì khác với những đặc điểm về khí hậu, nó khác với những cái miền Bắc và miền Nam. Là ở miền Trung là một khí hậu nắng và mưa nhiều. Trong khi đó thì những cái tường mà chúng ta sử dụng chỉ là nhiều nhất là khoảng tường 20 cm. Nên em nghĩ rằng là cái việc chống thấm rất là quan trọng. Nó ảnh hưởng từ cái việc mà chúng ta ngay từ đầu mà không chú trọng cái việc chống thấm ấy, về sau nó ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe là thứ nhất, cái thứ hai là về kinh tế. Đầu tiên em nói về sức khỏe là khi mà chúng ta đi vào sử dụng rồi ấy, mà chúng ta cái trần của chúng ta bị thấm ấy, thì như mà cái trường hợp của khách nhà em vừa rồi là khách nhà em phải chuyển hẳn ra một cái phòng khác để nhờ các anh ở bên Hưng Thịnh để xử lý cho em cái trần và em phải làm lại toàn bộ trần thạch cao. Khi đó thì là ảnh hưởng rất nhiều sức khỏe. Bởi vì là em phải làm lại thì có bụi này, có tiếng ồn này, và còn mang lại rất là nhiều khó khăn và phiền phức đối với khách đang ở và cũng như bản thân của em. Cái thứ hai là vấn đề kinh tế. Thì nếu mà chúng ta sử dụng cái dịch vụ chống thấm một cách chỉnh chu ngay từ đầu ấy, thì ví dụ như một cái nhà vệ sinh thì chúng ta ví dụ làm ngay từ đầu chúng ta chỉ mất khoảng 3-4 triệu thôi, thì cái giá tương đương với một cái bồn cầu thôi, khoảng 3-4 triệu. Nhưng mà về sau nếu mà khi đang vào sử dụng rồi, đang khách đang ở rồi hoặc bản thân em đang ở rồi mà em sử dụng cái em phải làm lại chống thấm ấy, thì nó kinh phí nó đội lên rất là nhiều. Từ cái việc rằng là phải sử dụng cái phải lột hết cái lớp nền lên để em làm lại chống thấm, chi phí về nhân công nhiều, chi phí về vật tư rất là nhiều. Cái thứ hai rằng là sau khi đó thì em cũng phải dọn vệ sinh, phải nói khó với khách rằng là mình sẽ có những ưu đãi này ưu đãi kia để khách có thể ở lại và sử dụng dịch vụ của mình, sử dụng cái sản phẩm của mình. Vậy thì sau khi sử dụng dịch vụ của công ty Chống Thâm Hưng Thịnh thì em đã có những cái trải nghiệm trong quá trình Chống Thâm Hưng Thịnh xử lý chống thấm cho em, thì em có thể chia sẻ một tí cho mọi người cùng biết về dịch vụ của công ty Chống Thâm Hưng Thịnh được không? Để chia sẻ về cảm nhận của mình sau khi sử dụng dịch vụ chống thấm Hưng Thịnh thì em cảm thấy rằng là mình may mắn khi được biết đến Hưng Thịnh. Bởi vì là những cái người thi công cùng em trước đây ấy, thì em không cảm nhận được hai cái từ. Đó chính là em miêu tả về công ty Chống Thấm Hưng Thịnh. Thứ nhất là về chất lượng và cái thứ hai là về tính chuyên nghiệp. Về chất lượng công trình ở đây thì phải nói rằng là sau khoảng 4 năm sử dụng, dù là các anh có khi mà làm hạng mục công trình nào giúp em ấy, thì đều có hợp đồng và đều có bảo hành 2 năm, 3 năm, 4 năm gì đó. Nhưng mà sau khoảng 4 năm sử dụng những cái dịch vụ mà anh đã thi công cho bên em ấy, thì em thấy rằng là chất lượng rất là đảm bảo và không có vấn đề gì phát sinh xảy ra. Cái thứ hai là về tính chuyên nghiệp. Thì ở đây tính chuyên nghiệp và chỉnh chu ngay từ khi bước đầu bước vào thi công cho công trình của em. Ban lãnh đạo của công ty thì rất là quan tâm và sâu sát đối với chất lượng và đối với các hạng mục thi công của công trình. Đều có sự quan tâm, các anh hàng ngày thì các anh đều đến và giám sát, đều hỏi ý kiến của
bên em khi là xem là còn cần gì phải chỉnh sửa không hay là có góp ý gì không. Cái thứ hai rằng là về các anh em thi công thì phải nói rằng là bên Hưng Thịnh em nhận xét là có một cái đội ngũ thi công khá là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Khi mà các anh đến làm việc, thứ nhất là đúng giờ, cái thứ hai là chuyên nghiệp chỉnh chu. Sau khi mà hoàn thiện xong công trình, làm đến hạng mục nào đó thì các anh đều dọn vệ sinh sạch sẽ. Có bất cứ một cái vấn đề câu hỏi nào của bên em thì em thắc mắc vấn đề gì đó thì các anh đều trả lời rất là nhiệt tình, cặn kẽ để bên em có thể, à vấn đề đó là như thế đó, vấn đề là như vậy. Thì em thấy rằng là để mà nói về chất lượng và dịch vụ của bên Hưng Thịnh thì cũng không có điều gì mà chê trách cả. Khi mà có bất cứ một cái thắc mắc, một cái phản hồi nào thì đều được bên Hưng Thịnh xử lý và giải thích cặn kẽ và kịp thời. Và nếu có một cái công trình thứ hai, thứ ba, thứ tư nào đó thì chắc chắn là em sẽ nhờ bên Hưng Thịnh tư vấn và hoàn thiện công trình cùng với em ngay từ đầu, chứ không thể để khi mà sử dụng rồi có vấn đề rồi thì mới gọi, mới nhờ để bên Hưng Thịnh xử lý. Cảm ơn những chia sẻ của Phương Anh. Vậy thì với những bạn mà đang có ý định xây nhà thì bạn có lời khuyên gì cho những bạn đấy không? Đối với bản thân em thì với những công trình thứ hai, thứ ba và những công trình tiếp theo, hoặc là có những lời khuyên đối với những bạn mà đang có ý định làm nhà, thì em nghĩ là chúng ta nên phải thực sự là chú trọng đến cái việc chống thấm ngay từ đầu để đảm bảo về tính thẩm mỹ, về tiết kiệm chi phí và không ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Và nếu em nghĩ rằng là Hưng Thịnh sẽ là một cái lựa chọn tuyệt vời ở khu vực miền Trung và thời điểm hiện tại, thì hy vọng rằng là các bạn sẽ lựa chọn Hưng Thịnh để cho những công trình tiếp theo của mình.